Xin được mến chào các thính giả đang đến với giải trí 24 giờ sáng hôm nay. Thông thường thì sáng thứ bảy chúng tôi sẽ dành để review qua các bộ phim mới vừa ra mắt tại các rạp. Tuy nhiên tuần này thì Kim Thanh xin mạn phép dời phần review đó sang sáng mai chủ nhật ngày 1 tháng 5. Còn ngày hôm nay thì Kim Thanh sẽ dành thời lượng cùng với Huỳnh Đắc Thọ chia sẻ về cái câu chuyện mà Kim Thanh nghĩ là những ai quan tâm đến âm nhạc hoặc là có lên mạng trong ngày hôm qua thì chúng ta cũng biết, đó chính là câu chuyện liên quan đến Sơn Tùng MTP cũng như là cái sản phẩm âm nhạc mới của anh là There's No One At All, tạm dịch là Không Có Ai Cả. Thì tối ngày 28 tháng 4, tức là tối thứ năm, thì Sơn Tùng MTP đã tung ra cái MV There's No One At All. Ngay sau cái phần tung ra MV là đã xảy ra những cái tranh cãi và đặc biệt là những cái phản ứng rất là trái chiều xung quanh cái kết thúc của cái phần MV đó. Và sang ngày 29 tháng 4, tức là ngày thứ sáu, thì cái cuộc tranh luận nó càng nổ ra dữ dội và những cái phần mà góp ý cũng như là lên án cái MV á, nó lan truyền rộng. Và không chỉ là các fan giới trẻ mà lần này là còn vào cuộc của những người trong giới chuyên môn nè, rồi các bậc phụ huynh và kể cả giới trí thức thì nói rất là nhiều, cho nên là các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc ngày hôm qua để xử lý. Và bản thân Sơn Tùng MTP cũng đã có một cái lời xin lỗi và nói là chủ động gỡ bỏ MV khỏi thị trường Việt Nam. Thì không biết là Thọ có theo dõi kỹ về câu chuyện này hay không, và quan điểm của mình thì như thế nào? Em thì do cũng làm việc trong ngành âm nhạc cho nên là cũng tất nhiên là quan tâm khá là nhiều. Thật ra em thì cũng là một người ngày xưa rất là thích Sơn Tùng, cho nên đến hiện tại tuy là mình cũng không còn thích bằng lúc trước nữa, nhưng mà Sơn Tùng ra sản phẩm nào em cũng xem hết. Và khi mà em lần đầu em xem cái MV There's No One At All đó, với cái cảnh đó em đã thấy là cái này hơi nhạy cảm đây, thì không biết là mọi người sẽ phản ứng như thế nào. Vậy như rằng là cái phản ứng của mọi người nó đến rất là nhanh, chứ nó không chỉ để qua ngày hôm sau hay là ngày mốt, mà lần này là ngay trong đêm đã có những bài post, những cái bài chia sẻ nói về vấn đề đó rồi, và ngày hôm sau nó chỉ là làm căng lên thôi. Thì em cũng đọc khá là nhiều những thông tin từ những tiến sĩ rồi những cái người có tiếng nói họ chia sẻ, thì đây là một case study mà em nghĩ là ở mỗi cái việc mà người ta chia sẻ nó đều sẽ gợi lên cho người đọc hai cái cảm giác cùng một lúc, là sẽ có chỗ nào mình đồng tình, có chỗ kia mình không đồng tình. Đó là cái cảm giác của em khi mà em đọc khá là nhiều bài viết. Em thì đồng ý với những cái ý kiến là việc mà Sơn Tùng ra mắt cái MV này vào cái thời điểm này, khi mà chúng ta đã có khá là nhiều những cái sự việc thương tâm của những cô cậu bé mà vì áp lực gia đình, áp lực học tập đã tự tử trong thời gian qua, và cái MV này nó ra mắt vào cái thời điểm rất là sát sao này, nên nó là một cái chuyện rất là nhạy cảm. Và cái quyết định ở bên trên đưa xuống về việc là yêu cầu Sơn Tùng phải gỡ bỏ MV vì nó liên quan đến những cái vi phạm về tiêu chuẩn xã hội, thì em nghĩ cái đó là cũng đúng thôi. Bởi vì mỗi cái quốc gia có những cái quy định khác nhau, và đặc biệt như nói vừa rồi là trong thời gian qua xã hội mình đã có những cái sự kiện đau thương đó, mà Sơn Tùng lại đánh thêm một cái đòn vào cái đó, nhưng nó không phải là một cái thứ khiến cho người ta có thể cảm thấy là mình được chia sẻ, mà nó như là một cái sự chọc ngoáy vào hơn. Cho nên em nghĩ đây là một cái nước đi không được khéo léo của Tùng cùng với ekip cho lắm. Em lấy một cái câu chuyện đời thường bình thường là ở bên Nhật, người ta có quy định trong đời sống là khi giao tiếp phải ghi nhớ TBO là 3 chữ, TBO tức là Time, Place, Occasion, tức là phải quan tâm đến thời gian, thời điểm và nơi chốn mà mình nói câu chuyện đó. Ví dụ như mình không thể nào vô tư mình rủ một người mày muốn đi vô ba quẩy với tao không, mà nếu mình không tìm hiểu là người ta vừa trải qua một cái đám tang. Cái đó nó không trở thành một cái luật lệ gì hết ở trong xã hội, nhưng mà nó là một cái ngầm trong việc giao tiếp để mà xã hội bớt đi những cái hiểu lầm hay là những cái tình huống không hay xảy ra. Và cái việc mà Sơn Tùng ra MV này, cái nội dung này vào cái thời điểm này một cách không khéo léo như vậy, đã nghĩ là một phần nào nó đã không đúng, không thể hài lòng được hết tất cả mọi người, cũng như là nó đã khơi lên những cái điều tiêu cực mà đáng lý là nó không cần phải xảy ra. Cái thứ hai em muốn nói đó là cái quan trọng nhất của cái MV này
về bản thân cái sản phẩm của Sơn Tùng. Vì sao nó lại dẫn đến cái kết cục này là bởi vì cái chất lượng của nó. Nếu mà mình xét ở cái bề nổi, ví dụ như là màu sắc MV rất là đẹp, những cái cảnh được xét rất là kỹ lưỡng, nhưng mà nội dung của MV theo em là nó không hề hay. Tức là một cái câu chuyện về xã hội, về những đứa trẻ bị bỏ rơi, bị bắt nạt, rồi phải đi vào những con đường xấu và cuối cùng là không tìm được lối thoát. Nó không mới với điện ảnh thế giới, thậm chí nó cũng không mới với lại điện ảnh Việt Nam đâu. Nhưng mà cái cách làm nó quá hời hợt. Tức là em thấy rất là nhiều cảnh được chắp vá từ những cái MV của nước ngoài, của Âu Mỹ, của Hàn Quốc đều có và ghép lại. Tức là nó không có được một câu chuyện cá nhân riêng, nó không có đủ những cái moment hay là những cái khúc dẫn dắt để người ta có thể dựa vào bài hát với cái chừng đó thời lượng của MV mà người ta hiểu được nhân vật, mà nó chỉ là những cái hình ảnh chắp vá một cách là hời hợt, nông cạn. Cho nên khi mà cái nhân vật này nó có cái cảnh nhảy xuống dưới thì em nghĩ là chả ai đồng cảm được với nhân vật đó hết, nó mới dẫn đến cái phản ứng là tiêu cực như vậy. Kim Thanh thấy là tâm trạng của con người á, nó rất là dễ lây lan cho nhau, kể cả niềm hạnh phúc, niềm vui, kể cả những cái yếu tố tiêu cực. Ví dụ như là ngày hôm nay Kim Thanh lên Facebook, Kim Thanh đọc được những cái câu chuyện rất là xúc động đi, những cái câu chuyện truyền cảm hứng đi, tự nhiên trong lòng mình cũng cảm thấy rất là hứng khởi, cảm thấy yêu đời. Nhưng mà ngày hôm nào Kim Thanh lên Facebook, Kim Thanh đọc trúng những cái câu chuyện rất là buồn, rất là tang thương. Ví dụ như là có một cái thời điểm mình thấy là có nhiều bạn là gia đình mà bị F0 rất nhiều á, mà gặp rất nhiều khó khăn á, tự nhiên lòng mình cũng chùng lại nữa. Thì Kim Thanh vẫn cho rằng là những cái sản phẩm mà nó mang tính tiêu cực á, cho dù nhiều người nói là thật ra chả ai bắt chước làm cái gì cả, nhưng mà rõ ràng khi mà mình xem một sản phẩm tiêu cực thì cái tâm hồn mình đâu có thanh thản được, đúng không Thọ? Cái đó là em đồng ý. Em chỉ muốn nói thêm là đối với em thì cái của Sơn Tùng này, nếu mà tính cái sự tiêu cực á, đối với em cảm thấy nó tiêu cực một cái cách bề ngoài, nó không có những cái giá trị nội hàm ở bên trong. Nó chỉ là những cái hình ảnh nối ghép với nhau dẫn đến một cái kết cục mà cái ekip đó muốn chúng ta nhìn thấy như vậy trên MV, cho nên nó mới tạo nên cảm giác khó chịu. Tất nhiên là khi mà nếu mà mình đọc một cái thông tin nào đó nó tiêu cực quá thì mình cũng sẽ cảm thấy tiêu cực. Nhưng mà chỉ để gần như trong mọi cái câu chuyện tiêu cực, nếu mà có một cái phe làm ác thì cái phe còn lại chắc chắn là sẽ luôn tạo nên cho mình một cái sự thương xót hay là đồng cảm hay là chia sẻ gì đó. Mà chính cái cảm giác đó nó cộng thêm cái sự tiêu cực kia, nó mới tạo nên một cái cảm giác tiêu cực mà nó đúng đắn, để chúng ta cảm thấy là ôi, những cái mảnh đời này khổ quá, vậy chúng ta cần phải làm gì hơn cho bản thân mình, cho những người xung quanh mình, để nó dẫn ra một cái kết cục tốt hơn. Là bởi vì đó là một câu chuyện thật, nó có đầy đủ những cái cảm xúc đối lập trước sau để nó dẫn đến một cái kết cục mà em nghĩ là nó đầy đủ nhất. Còn cái câu chuyện của Sơn Tùng ở trong Days When I'm On, em cảm thấy là nó là một cái câu chuyện mà nó chỉ là một cái sự phản kháng của một đứa bé thôi. Đứa bé mà không có một cái sự dẫn dắt, một cái sự định hướng gì từ bên trên, nhưng nó đã được ra đời với lại cái danh của Sơn Tùng là một ngôi sao ca nhạc ở Việt Nam, là một người rất có tầm ảnh hưởng. Cho nên em mới thấy uổng là bởi vì Tùng quá là không khéo, cũng như ekip của Tùng thật sự là có một cái nước đi rất là sai trong cái MV này. Bởi vì thể hiện một cái câu chuyện nó vừa nông cạn mà nó vừa thấp. Đối với em thì mọi câu chuyện tiêu cực nó sẽ đều có một cái tính tích cực ở đằng sau, nhưng câu chuyện này nó không ra được tính tích cực đó. Và khi mà nó ra đời với cái tên của Sơn Tùng thì người ta sẽ đánh giá nó là đang theo cái hướng là cổ suý hay là chọc ngoáy những cái vết thương, hay là chỉ đang thể hiện cái sự chống đối. Thì em nghĩ cái cảm giác đó là em có thể hiểu được, bởi vì mình suy nghĩ một chút là mình sẽ ra được vì sao là người ta có cảm giác như vậy. Khi mà Kim Thanh xem cái MV này xong á, Kim Thanh cảm thấy là y chết, nó không ổn rồi. Bởi vì cái vấn đề nó quá là nhạy cảm đi, không phải chỉ Việt Nam mà bất kỳ ở đâu nó cũng sẽ có một cái sự không ổn đối với một cái sản phẩm như vậy. Ở trên thế giới thì không phải chưa từng có những cái sản phẩm kiểu này, người ta làm tinh tế hơn rất là nhiều, tốt hơn rất là nhiều, và thậm chí có một cái bài hát rất là tiêu cực, nhưng mà cái tựa bài hát chính là cái tổng đài để cho người ta gọi vào, cái tổng đài ngăn tự tử, và cái thông điệp của nó sau cùng vẫn là cái sự tích cực. Nhưng mà thật ra những cái sản phẩm như vậy nó cực kỳ hiếm, bởi vì cái đề tài vốn nó rất là nhạy cảm đối với bất kỳ ai. Thành ra là Thọ nghĩ là
Vì sao ekip của Sơn Tùng lại thực hiện một cái sản phẩm như vậy? Là do mình thấy là ở Việt Nam mình nổi quá rồi, bây giờ mình muốn bành trướng thêm cái sức ảnh hưởng của mình, mình muốn vươn ra thế giới, hay là mình muốn thể hiện một cái sự sáng tạo, cái tôi nào đó trong nghệ thuật để người ta nhìn vào mình và thấy là à, thật ra là cái đẳng của tôi còn cao hơn nữa, hay là một cái sự chủ quan nào đó chăng? Em nghĩ là nó đầy đủ những cái mà chị vừa hỏi luôn á. Tại vì em là một người theo dõi Sơn Tùng á, như em nói em thích Tùng từ hồi xưa cho đến bây giờ. Cho nên là trong mấy năm gần đây là em thấy Tùng đang rất là chơi vơi ở trong cái con đường âm nhạc của mình. Những cái sản phẩm mà ra mắt sau này mình thấy là có một cái sự đầu tư rất là nhiều, có một cái sự tính toán rất là lớn, nhưng mà nó không đủ. Vô tình nó lại có một cái tác dụng ngược, nó làm mất đi cái tính nguyên bản của một người nghệ sĩ. Sơn Tùng những ngày đầu có cái tính nghệ sĩ rất là mạnh trong những cái sản phẩm, kể cả là dù có dính lùm xùm đảo nhái đi nữa thì mình vẫn thấy được là Tùng có một chất riêng, những cái tài năng rất là rõ ràng. Nhưng mà trong những cái sản phẩm mà sau này, dù là nó chỉnh chu hơn, nó có một cái lớp áo long lanh lóng lánh giống như là Tùng khoác cái áo chủ tịch lên người, nhưng mà nó lại quá rộng so với cái sản phẩm đó. Cho nên là em thấy được cái sự mà chơi vơi của Tùng, cũng như là cái chị nói là Tùng cảm thấy là bây giờ cái thị trường Việt Nam này, em nghĩ là đối với Tùng là nó sẽ có hai vấn đề. Một là Tùng đã đi qua những cái đỉnh rồi, và bây giờ lại có quá nhiều những cái làn sóng sâu nó sắp tấn công lên, mà nếu Tùng không giữ được cái đỉnh đó hoặc có một cái đỉnh cao hơn thì Tùng sẽ tuột xuống. Cho nên là Tùng phải tạo ra một cái hướng đi mới cho mình, đó là đi ra nước ngoài và phải chinh phục những khán giả quốc tế, giống như BTS đi. Khi mà tấn công vào thị trường Hollywood thì họ cũng phải hát tiếng Anh. Họ chỉ hát tiếng Hàn khi mà họ fit với lại những nghệ sĩ của US UK thôi. Còn những cái bài hát của BTS sau này gần như họ đều hát tiếng Anh hết. Em nghĩ là Tùng đang học hỏi theo cái mô hình đó. Vì sao Tùng lại mang câu chuyện này vào trong cái MV? Một phần bởi vì cái tính Mỹ của nó rất là rõ, giống như chị xem nhiều phim hay xem nhiều MV của Mỹ có khá là nhiều những câu chuyện như thế này. Thì ngoài ra em nghĩ nó còn phản ánh được cái sự cá nhân của bản thân Sơn Tùng trong cái bài hát này nữa, đó là There's No One At All. Nếu mà những người theo dõi hay là biết thêm một tí về công ty Sơn Tùng thì thấy là trong thời gian qua là sự thay đổi nhân sự của công ty MTB rất là nhiều, và rất là nhiều người đã không còn ở bên cạnh Sơn Tùng nữa. Cho nên em nghĩ là cái bài hát There's No One At All nó ra đời vừa có cái tính cá nhân của Sơn Tùng cộng với những cái tham vọng của Sơn Tùng, nhưng lại không có đủ một cái người cái đầu lạnh hơn Tùng, có kinh nghiệm hơn Tùng trong việc quản trị nhân sự, quản trị cái định hướng giải trí của Tùng. Cho nên Tùng đã đi một cái nước đi mà nó hơi nhanh, cái con đường nó không có phù hợp với mình. Và còn cái sự chủ quan như chị nói thì em thấy cũng rất là rõ. Cái này là cả Tùng và cả ekip em thấy là đều không những chủ quan mà rất là ẩu. Bởi vì nếu mà mình làm một cái MV có cái nội dung nhạy cảm như vậy, ekip không ai nhìn ra, không ai hiểu ra đó là một cái sự nhạy cảm. Em không biết là phải gọi là ngây thơ hay là cái gì, nhưng nếu mà biết đây là một cái MV có nội dung nhạy cảm, mà khi sản phẩm tung ra không có bất cứ một cái cảnh báo, một cái warning nào, đây là một nội dung cần phải được trên 16 tuổi hay trên 18 tuổi xem, không hề có một bất cứ một cảnh báo nào hết, thì đây là một cái nước đi quá ẩu. Bị như thế này là em thấy là cũng hợp lý đó. Bởi vì ngay cả những cái US UK có những cái MV nó còn ghê hơn, nhưng mà người ta luôn có cảnh báo ở đầu, 18 tuổi trở lên mới được xem. Bởi vì sao? Bởi vì bạo lực, bởi vì chất kích thích, bởi vì có những cái cảnh tình dục là người ta đều warning rất rõ. Thậm chí là cũng có thể hợp tác với YouTube để mình có thể bắt người dùng phải đăng nhập để mà đúng cái độ tuổi mới được xem. Nhưng hoàn toàn cái MV There's No One At All này của Sơn Tùng không hề có những cái động thái đó. Kim Thanh có đọc một vài cái ý kiến, họ luôn nói rằng khi đã là nghệ sĩ mà thuộc dạng gọi là idol, tức là một người có cái sức ảnh hưởng rất là lớn đối với giới trẻ, thì bản thân mình làm nghệ thuật cho mình, nhưng mà mình cũng còn phải vì công chúng nữa, đặc biệt là các bạn trẻ, những bạn tuổi teen đang ở cái quá trình phát triển về tâm sinh lý, mọi thứ chưa có ổn định, rất là dễ bị chi phối bởi rất là nhiều yếu tố. Thành ra khi mình làm sản phẩm cho họ thì mình phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng, vào tốt hơn hết là mình nên thực hiện những cái sản phẩm mang tính là về định hướng, rồi thái độ sống, phong cách sống, nói chung là những cái sản phẩm mà giúp cho con người ta tốt hơn, thay vì những cái sản phẩm mang tính tiêu cực. Em nghĩ là nếu mà chúng ta nói là
thần tượng của giới trẻ, thì nên làm những cái như mà chị vừa nói thì nó sẽ tạo nên một cái áp lực rất là lớn đối với nghệ sĩ. Em nghĩ là mình nên nói theo một cách đơn giản hơn, tức là nếu mình đem Sơn Tùng là ví dụ, Tùng chắc chắn biết đối tượng fan đông nhất của Tùng là ai, là những bạn còn rất trẻ, rất nhỏ. Và nếu Tùng thật sự quan tâm, tri ân và muốn nuôi dưỡng họ đi với mình trong một cái quãng đường dài sau, nếu thật sự Tùng nghĩ như vậy thì Tùng tự động sẽ có những cái hành động, những cái sản phẩm nó khác như cái MV hiện tại. Em nghĩ nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Có thể là hiện tại Tùng có quá nhiều cái chơi vơi trong đầu, những cái định hướng và những cái thứ mà Tùng muốn làm, nhưng Tùng lại không làm đúng, và Tùng đã bỏ quên những Sky, những cái bạn trẻ mà thần tượng mình mỗi ngày rồi. Cho nên là Tùng đã muốn đẩy nhanh cái tiến độ, Tùng muốn thoát khỏi, em nghĩ có thể là Tùng đang muốn thoát khỏi những cái danh hiệu đó luôn, để mà có một cái bước tiến người lớn hơn hay như thế nào đó trong sự nghiệp. Cái này em không chắc, nhưng mà em cảm giác là như vậy. Tức là Tùng đã bỏ quên cái đối tượng fan của mình, cho nên Tùng đã làm những cái sản phẩm đã có được những cái hình ảnh nó sẽ trở nên không đúng với những cái bộ phận kia. Bởi vì em nghĩ nếu mà một người idol mà thật sự yêu thương và quan tâm đến fan của mình, hoặc là nếu họ có đi quá xa nhưng mà có một ekip giữ họ lại, cho họ thấy được cái định hướng nào mới đúng với cái vị trí của mình, thì tự khắc những cái gì mà họ làm ra nó sẽ trở nên hợp lý thôi. Chứ mình cũng không nên áp đặt là một idol thì phải làm ra những cái thứ mà nó mang cái tính cải cách. Bởi vì khi mà áp cái đó vào người thì mình sẽ càng làm không ra. Chỉ cần là mình có được cái tâm lý yêu thương, tôn trọng, biết ơn, nghĩ đến những cái người mà đang yêu thương mình là ai, mình sẽ làm gì cho họ, thì nó sẽ tự nhiên nó sẽ ra những cái nội dung tích cực. Vâng, cảm ơn Thọ rất là nhiều ha.